20 cm nhà em nè chị. Cột này là xăng vừa nửa lưng ha, không dài quá cũng không ngắn quá nha chị nha. Cột xăng 50 cm nhà em là 100.000 ha. 100.000 một cái cột nha, em có 4 màu: nâu vàng, sô cô la đen, nâu đen, tất cả 4 màu nha, xem mẫu chốt màu giúp em. Chị nào lấy cái cột này comment giúp em, cột xăng 50 cm kèm số điện thoại luôn cho em ha. Mình muốn dài hơn em có loại dài hơn và loại ngắn hơn cho mình. Cột dây nha mấy chị nha, cột dây như vậy chỉ có 100.000 thôi nha. Chốt cột xăng 50 cm kèm số điện thoại luôn giúp em. Qua luôn cột ngắn nha mấy chị nha. Cột ngắn đây nha, cột ngắn thì em là cột ngắn 35 cm. Đây em đang cầm cho mình xem là cột ngắn 35 cm. Cột ngắn 35 cm cũng 100.000, 4 màu luôn nha. Xem mẫu chốt màu giúp em. Lấy cái cột ngắn này comment giúp em là cột xoăn ngắn kèm số điện thoại luôn giúp em. Cột xoăn ngắn kèm số điện thoại luôn giúp em, 35 cm mình cột lên ngang vai của mình ha. Loại này mình cột cao, cột thấp đều được nha. Chốt giúp em cột ngắn kèm số điện thoại luôn cho em. Qua luôn cho mình xem cột xù nè. Đây nha, đây là mẫu cột xù nhà em ha. Cột xù em đang cầm cũng 100.000 ha, em có 4 màu luôn nha. Nâu vàng, sô cô la, đen, nâu đen, tất cả 4 màu. Mình xác định màu tóc của mình rồi mình chọn màu tóc giúp em nha. Cột xù 100.000. Chị nào lấy cột xù chốt cột xù kèm số điện thoại luôn giúp em. Ok Bo Bo lấy N46 inbox địa chỉ qua Messenger giúp em nha Bo Bo ơi. Cột với mặn thì dùng cái nào dễ hơn? Dạ nói chung là rất là dễ xài nha chị nha, tự xài được hết. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa hai cái thì cái mặn nó sẽ nhanh hơn cái cột một tí nha chị nha. Rồi lấy cột xù chốt cột xù kèm số điện thoại luôn giúp em. N46 là 120.000 nha chị ơi. N46 là 120.000. Là ngoặt 120, còn cột dây là 100.000 nha chị nha. Mình chốt mẫu nào comment mã cộng màu cộng số điện thoại giúp em nha. Rồi em lên luôn nốt cột thẳng cho mình xem nè. Thu Nguyễn lấy cột xù inbox địa chỉ qua Messenger giúp em chị Thu Nguyễn ơi. Đây em đem lên cho mình xem ha. Cái cột thẳng dài nha em. Cột thẳng dài em cũng có đủ 4 màu ha. Nâu vàng, sô cô la, đen, nâu đen, tất cả 4 màu. 100.000. Cột thẳng em đang cầm là dài 60 cm nha. Tóc cột thẳng em đang cầm là dài 60 cm. Là ai lấy cột thẳng chốt cột thẳng màu gì kèm số điện thoại luôn cho em ha. Tóc cột thẳng màu gì kèm số điện thoại luôn cho em nha. 100.000. Siêu đẹp luôn nha mấy chị nha. Đủ 4 màu nha. Mình xác định màu tóc của mình, mình xem mẫu chốt màu giúp em. Bây giờ em sẽ chuyển qua cho mình xem mẫu nguyên đầu nha. Nguyên đầu hồi nãy chị đã hỏi xăng cao, em lên mẫu xăng cao cho mình xem nha. Đây em đang lên cho mình xem mẫu xăng cao nguyên đầu nè. Xăng sóng cao nguyên đầu ha. Bộ này mã của nó là 1801 ha. 1801 xăng sóng cao nguyên đầu. Mẫu này em có 2 màu nha. Màu em đang mang là màu nâu vàng tự nhiên, có màu nâu sô-cô-la tỏi nữa nha. Tất cả 2 màu. Chị nào chốt mẫu này comment giúp em. 1801 xăng sóng cao kèm xăng hạnh luôn giúp em. 2 màu nha mấy chị nha. Loại này là dài 55 cm, dài vừa nha mấy chị nha. Dài vừa đẹp nha. Chốt hàng comment giúp em. 1801 màu gì kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Có 2 màu nha. Tóc thẳng nâu vàng ok, chốt cho chị BTHK nè. Cột thẳng nâu vàng inbox địa chỉ của Messenger giúp em để em chốt đơn cho mình nha. 1801 ha, em qua mẫu tiếp nha. Ok em qua bích ngắn cho mình xem nè. Ai muốn xem mẫu nào comment lên giúp em ha. Tóc ngắn nguyên đầu em lên cho mình xem mã 3030 nhà em nha. Đây nha mấy chị ơi, cúp ngắn nguyên đầu 3030. Màu em đang mang là màu nâu vàng tự nhiên ha. Có màu nâu sô-cô-la và màu đen, tất cả 3 màu. Ai chốt mẫu này comment giúp em. 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. 3 màu ha, thích màu sáng hay tối chốt màu giúp em nha. Bạch Yến cột ngắn 35 inbox địa chỉ qua Messenger giúp em nha chị Bạch Yến ơi. Tóc dài không mái có luôn nè, mình theo dõi live đang qua mẫu cho mình xem nha. Ai đang xem live chia sẻ live về từ